tay Hoàng Oanh gần một năm, Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái mới. Phải chăng vì đã tìm được tình yêu mới, cho nên Huỳnh Anh mới không còn vấn vương, vô cùng thoải mái khi quay chương trình cùng người cũ. Có thể nói, trước khi công bố chia tay, Huỳnh Anh và Hoàng Oanh được xem là một trong những cặp đôi và có tình yêu bền nhất V-Biz. 3 năm yêu nhau, cặp đôi liên tục khiến khán giả đỏ mắt ghen tị vì những cử chỉ quan tâm, chăm sóc lẫn nhau mọi lúc mọi nơi. Chuyện tình đẹp nhưng dang dở của cả hai gây nên nhiều tiếc nuối. Sau gần một năm đường ai nấy đi, mới đây Huỳnh Anh bất ngờ tiết lộ với giới truyền thông rằng anh đang tìm hiểu một cô gái người Bỉ. Trên Instagram cá nhân, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh của một cô gái nhưng dùng một số icon che bớt khuôn mặt. Đi kèm đó là dòng trạng thái ấm áp. Ngay cả lúc giận anh, trông em cũng đáng yêu lắm. Những lời nói đầy yêu thương này đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Phải chăng Huỳnh Anh đã tìm được tình yêu mới sau cuộc tình sâu đậm với MC Hoàng Oanh? Trước đó, Huỳnh Anh, Hoàng Oanh có dịp chạm mặt nhau khi quay chung một chương trình thực tế. Có thể thấy, cả hai đã lấy lại được cân bằng sau những đau khổ thời gian đầu khi mới chia tay. Từng bên nhau tận 3 năm, nhưng giờ đây Huỳnh Anh, Hoàng Oanh đã có thể xem nhau là những người bạn, người đồng nghiệp tốt của nhau. Huỳnh Anh khá bức xúc khi bị cho rằng rõ ràng mình là người bị Hoàng Oanh bỏ, nhưng cuối cùng lại biến thành kẻ phụ tình. Ngay lập tức, Hoàng Oanh đã lên tiếng bảo vệ bạn trai cũ. Người đẹp khẳng định bạn trai cũ là một người chung thủy, sống bản năng tình cảm, sống không toan tính và luôn tốt với mọi người xung quanh. Giờ đây họ coi nhau là bạn một quãng đường và mong đừng ai hiểu lầm thêm nữa. Phải chăng vì đã tìm được tình yêu mới, cho nên Huỳnh Anh mới không còn vấn vương, vô cùng thoải mái khi quay chương trình cùng người cũ. Nhã Phương bật khóc giữa tin đồn suy sụp vì Trường Giang, ví giải cánh diều vàng như phao cứu sinh. Mở màn đêm trao giải thường niên của Hội Điện ảnh, ban tổ chức dành thời gian tôn vinh nhà quay phim, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đăng Bảy và nhà quay phim, nghệ sĩ nhân dân Trần Thế Dân. Hai ông đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp quay phim. Nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam đã được lưu giữ qua thời gian bằng thước phim của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đăng Bảy và nghệ sĩ nhân dân Trần Thế Dân. Hai hạng mục quan trọng được khán giả quan tâm là nam nữ diễn viên chính xuất sắc phim, điện ảnh là cuộc chiến của Em Chưa 18 và Yêu Đi Đừng Sợ. Với vai Hoàng trong Em Chưa 18, Kiều Minh Tuấn chiến thắng Ngô Kiến Huy giành giải cánh diều vàng. Giải cánh diều vàng dành cho nữ vinh danh Nhã Phương, Yêu Đi Đừng Sợ. Nhã Phương bật khóc nghẹn ngào, chia sẻ. Đối với Phương, giải thưởng này ở thời điểm này giống như một chiếc phao cứu sinh, giúp Phương có thêm động lực theo đuổi con đường nghệ thuật. Đạo diễn Thanh Sơn phim Em Chưa 18 đã vượt qua các đồng nghiệp để đoạt cánh diều vàng ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Ở hạng mục quay phim xuất sắc, Lý Thái Dũng, Đảo của dân ngụ cư đoạt cánh diều vàng và giải thưởng dành cho thiết kế mỹ thuật trao cho Trịnh Thiên Thanh, Yêu Đi Đừng Sợ. Giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh dành cho My Du với Mỏ Tuyết Mai trong phim Mẹ Chồng. Diễn viên Ngọc Hiệp, vai Xiêm Hoa, Đảo của dân ngụ cư cũng được đề cử ở hạng mục này. Nhan Phúc Vinh với vai Miên, Đảo của dân ngụ cư được nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh, vượt qua nghệ sĩ Trung Dân, vai Tư Cào Ngày Mai Mai Cưới. Cánh diều vàng biên kịch xuất sắc được trao cho Lê Anh Thúy, Tử Thi Lê Tiến ở hạng mục phim truyền hình và Cây Nguyễn, Cô Ba Sài Gòn ở hạng mục điện ảnh. Giải âm thanh xuất sắc phim điện ảnh thuộc về Võ Trung Nhân và Nguyễn Trọng Thanh với phim Ngày Mai Mai Cưới. Nhạc sĩ Đức Trí nhận giải âm nhạc xuất sắc với ca khúc Trong Dạ Cổ Hoài Lan. Ở hạng mục giải thưởng dành cho phim tài liệu và phim khoa học năm nay, số lượng phim tham dự không đa dạng, phong phú như nhiều năm trước. Giải thưởng cánh diều vàng phim tài liệu dành cho Ngày Về, đạo diễn Phạm Thanh Hùng. Cánh diều bạc thuộc về các phim Đất Mặn, Một Tấc Đất Không Lùi, Miền Đất Hứa. Năm nay, hạng mục phim khoa học có 9 phim tham gia nhưng đều không có giải cánh diều vàng, giải đạo diễn hay quay phim xuất sắc. Ở hạng mục phim hoạt hình, Người Anh Hùng Áo Vải đoạt giải cánh diều vàng, đồng thời đạo diễn Phùng Văn Hà của phim này giành giải đạo diễn xuất sắc. Các đề cử phim hoạt hình khác gồm Bí Mật Của Những Đứa Trẻ, Nguyễn Thị Hồng Linh, Chuyện Dưa Hấu, Lê Bình, Nguyễn Thị Hồng Linh được trao giải họa sĩ chính xuất sắc. Vừa qua, các đạo diễn của loạt phim truyền hình gây sốt với kịch bản ngoại năm 2017, bộ phim Thương Nhớ Ở Ai đã chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục đạo diễn và quay phim. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đạo diễn Bùi Thọ Thịnh cùng với quay phim Hoàng Tích Thiện đã lần lượt đoạt giải cánh diều vàng ở các hạng mục đạo diễn phim truyền hình xuất sắc và quay phim xuất sắc. Một phim truyền hình Thương Nhớ Ở Ai, chuyển thể từ tác phẩm Bến Không Chồng của nhà văn Dương Hướng. Với tác phẩm này, đạo diễn Lưu Trọng Ninh từng để lại nhiều ấn tượng với phim điện ảnh. Khi trao giải, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ, chính đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã truyền cảm hứng cho anh làm phim. Hạng mục nam nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình đều chỉ có 2 đề cử. Ở hạng mục nam, diễn viên Trương Minh Quốc Thái chiến thắng với vai chính trong phim Tự Thi Lên Tiếng. Tuy nhiên anh không có mặt nhận giải. Hạng mục nữ diễn viên chính khá bất ngờ thì Xuân Văn, phim Lẩn Khuất Một Tên Người, vượt qua súa của Lặng Im Dưới Vực Sâu để đoạt giải. Các diễn viên phim Người Phán Xử nằm áp đảo trong danh sách đề cử giải thưởng dành cho nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình. Nghệ sĩ ưu tú Trung Anh vai Lương Bổng, phim Người Phán Xử đã đoạt cánh diều vàng cho nam diễn viên phụ xuất sắc, cùng với nam diễn viên Jimmy Khánh, phim Thương Nhớ Ở Ai. Diễn viên Thanh Hương trong vai Con Gái Ông Trùm đoạt giải cánh diều vàng ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng cánh diều vàng hạng mục phim ngắn được trao cho phim Vô Diện của đạo diễn Nguyễn Phan Thảo Đan. Các đề cử phim ngắn khác gồm Câu Chuyện Về Ông Tời, Trương Minh Nhật, Lẫn, Nguyễn Ngọc Mai, Buông, Trần Minh Ngân, Anh Quân. Lễ trao giải cánh diều vàng 2018 của Hội Điện ảnh diễn ra vào tối ngày 15 tháng 4 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Năm qua có đến 38 phim điện ảnh ra rạp, nhưng chỉ 13 đoàn làm phim gửi tác phẩm đến tranh tài. Hoàng Thùy Linh đau khổ tột cùng vì bị người yêu giày vò quá khứ và từ chối có con. Sau 10 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, Hoàng Thùy Linh đã dần khẳng định cô không chỉ có câu chuyện ồn ào về clip nóng với bạn trai năm xưa. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô muốn khán giả nhớ đến mình bằng những câu chuyện lạc quan, vui vẻ và tích cực nhất. Ở cuộc trò chuyện mới đây, cùng Một Tiếng Kể Hết, Hoàng Thùy Linh đã bộc bạch về việc nhìn lại quãng thời gian chìm trong scandal thông qua việc phát hành quyển tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng. Hoàng Thùy Linh cho biết, Linh đã trải qua 10 năm, cô gái Hoàng Thùy Linh 19 và Hoàng Thùy Linh 29 đã khác xa nhau lắm. Với những bình luận, ý kiến trái chiều về Linh, nếu nó giúp Linh tốt hơn, chắc chắn Linh phải lắng nghe rồi, vì tại sao lại không lắng nghe chứ? Nhưng nếu nó chỉ là một điều gì đó, chỉ xuất phát từ đố kỵ, định kiến hay tò mò thì không sao. Linh đã trải qua điều ấy suốt 10 năm. Đến thời điểm hiện tại, Linh có thể làm chủ tất cả. Nếu có buồn thì trước đây buồn nhiều, bây giờ không còn nữa. Giống như là khi bạn nhận đủ nỗi đau, bạn sẽ không thấy đau nữa. Linh không muốn nói lên điều tiêu cực. Linh luôn muốn mình sẽ có năng lượng lạc quan, yêu đời nhất. Ai cũng muốn sống cạnh những người mang lại niềm vui, hạnh phúc. Đâu có ai muốn sống cạnh người lúc nào cũng than thở, đay nghiến. Thay vì quan tâm đến điều ai đó nói, thì cứ quan tâm đến người mà mình yêu thương. Vì Linh không muốn làm bố mẹ buồn, cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho xã hội. Hoàng Thùy Linh cho biết. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh cũng khẳng định, bỏ qua tất cả mọi định kiến, suy xét. Cô chỉ dành thời gian cho những người thân yêu. Mọi người thường bảo, lúc trước Hoàng Thùy Linh, nếu có bức tường định kiến, cô sẽ trèo qua. Còn hôm nay, thấy bức tường định kiến trước mặt, cô sẽ đạp đổ. Nhưng bức tường đó, đôi khi do chính mình xây, chứ không phải người khác. Đôi khi bạn tự nói với một cái cây rằng, mày xấu lắm, mày không thể nào phát triển được. Vì chính suy nghĩ này, nên cái cây không lớn lên tươi tốt được. Có một khoảng thời gian, Linh đã sống giống hệt cái cây. Còn bây giờ, Linh tự nhủ, có điều nào chưa đủ tốt thì mình sẽ làm lại từ đầu. Mỗi ngày Linh đều tự nói với bản thân rằng, mình đủ tốt, mình sẽ làm được. Và hiện tại, sau 10 năm, Linh đã làm được. Trong buổi họp báo ra mắt cuốn tự truyện về cuộc đời trước đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ chuyện cô từng mong muốn có một đứa con nhưng lại bị bạn trai đại gia từ chối. Không những thế, anh ta còn cặp kè với nhiều cô gái khác bên ngoài. Hoàng Thùy Linh tiết lộ rằng chàng trai đó tên là Quân, một người trưởng thành hơn cô 20 tuổi và cũng là người mà cô dự định sẽ kết hôn, bởi anh kéo tôi trở lại với cuộc sống bình thường, cho tôi cảm giác được trân trọng, yêu thương. Dù biết rằng Quân có những người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi chính cô tự thấy bản thân mình không có quyền lựa chọn. Đối với kẻ có quá khứ như cô thì được một người đàn ông chấp nhận yêu thương đã là quá may mắn rồi. Tuy nhiên, người đàn ông đó không chỉ lăng nhăng mà còn coi thường công việc nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh cho biết, Quân xem công việc ca hát là xướng ca vô loại và anh từng mỉa mai về quá khứ của cô rằng, em không muốn quay lại làm gì, người ta sẽ không quên chuyện ấy đâu, em sẽ không có tương lai gì đâu, cửa đã đóng lại rồi. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Thùy Linh cho biết, Nếu cô còn có ý định nghiêm túc trở lại con đường ca hát, thì Quân sẽ trả thù cô bằng cách cặp kè với một cô gái khác. Nhiều lần bạn bè gọi cô đến bắt quả tang, nhưng cô không đi, bởi tôi ra đó để làm gì? Để người phụ nữ cạnh anh lúc ấy buông ra những lời tổn thương mình hay sao? Tôi đã quá sợ tổn thương vào thời điểm ấy rồi. Tôi đã phải nghe cái câu, cô có tư cách gì quá nhiều. Tôi không thể can dự vào một cuộc tranh luận mà biết kiểu gì mình cũng thua hoặc cũng đem nỗi ấm ức về nhà. Người đàn ông đó bắt Hoàng Thùy Linh phải lựa chọn anh ta hoặc là mơ ước của mình. Phải chăng anh ta sợ nếu bạn gái quay lại hoạt động nghệ thuật thì sẽ không còn kiểm soát được cô? Bởi Quân lại thuộc tiếp người muốn xích người phụ nữ của mình vào bốn chân giường. Vì Quân, Hoàng Thùy Linh đã thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Cô làm theo tất cả theo ý muốn của người yêu. Nhưng rồi khi cô muốn từ bỏ hoàn toàn ước mơ, ngoan ngoãn trở thành người vợ hiền và đề nghị có một đứa con cùng Quân, thì anh ta đã từ chối. Quân chỉ muốn yêu chứ không muốn có trách nhiệm. Anh ta muốn có Hoàng Thùy Linh nhưng vẫn cần những người phụ nữ khác. Trước sự lựa chọn tàn nhẫn của Quân, Hoàng Thùy Linh đau đớn, từ bỏ tình yêu và lao vào công việc. Tình yêu 4 năm của cô kết thúc trong tổn thương chồng chất.